Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 3 ngày làm việc, trưa nay hội nghị Hội đồng giáo giới các nước ASEAN cộng 1 lần thứ 33 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của các nước ASEAN và Hàn Quốc đã bế mạc. Từ 2 giờ đến 7 giờ sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Điện lực Đà Nẵng tổ chức phương án diễn tập xử lý sự cố mất điện trên diện rộng hướng đến phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hàng chục năm nay, người dân sống tại kiệt 159 đường Phó Đức Chính, đoạn nối dài từ phường Văn Thái đến phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tham gia giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày. Người dân Anh bày tỏ những quan điểm khác nhau về việc chính phủ siết chặt an ninh ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Vincent Green ở thủ đô London cách đây 2 ngày. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc, trưa nay hội nghị Hội đồng giáo giới các nước ASEAN cộng 1 lần thứ 33 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của các nước ASEAN và Hàn Quốc đã chính thức bế mạc. Hội nghị đã nghe ý kiến của đại biểu các nước, các nhóm thảo luận chuyên sâu về chủ đề vai trò của giáo dục trong tiếp biến văn hóa toàn cầu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội nghị đã thông qua nghị quyết chung, theo đó nhất trí toàn cầu hóa là xu thế khách quan, đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các nước ASEAN đoàn kết, tăng cường liên kết để triển khai có hiệu quả mục tiêu của cộng đồng văn hóa ASEAN đến năm 2025, nêu rõ vai trò quan trọng của giáo dục trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Qua hội nghị, các cán bộ, quản lý, nhà giáo của các nước trong khối ASEAN đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Công đoàn giáo dục các nước sẽ tăng cường thông tin để hiểu biết sâu sắc hơn văn hóa nước bạn, đưa ra các giải pháp giúp đỡ nhau để bảo tồn giá trị bản địa. Tại buổi lễ bế mạc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao lá cờ cho nước chủ nhà Philippines đăng cai hội nghị Hội đồng Giáo dục các nước ASEAN cộng 1 lần thứ 34 năm 2018. Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thì đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính, bao gồm 24 thủ tục giáo dục và đào tạo, 2 thủ tục tiêu chuẩn nhà giáo, 2 thủ tục quy chế thi tuyển sinh và 2 thủ tục hành chính thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ. Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì phối hợp với bộ ngành cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc là hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính cho phù hợp với việc điều chỉnh. Thưa quý vị, đồng hành cùng với các em học sinh trong năm học 2017-2018, thời gian qua, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động tiếp sức đến trường nhằm hỗ trợ động viên các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Không chỉ riêng những ngày đầu năm học, mà trong 6 tháng qua, Hội khuyến học thành phố đã có nhiều chủ trương kế hoạch nhằm hỗ trợ động viên các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các em có một mùa khai giảng nhiều ý nghĩa, thiết thực. Tính đến thời điểm này, Hội đã tổ chức các phát học bổng cho 568 trường hợp khó khăn với tổng số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Thì chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, thì Hội khuyến học thành phố cũng như Hội khuyến học các cấp đã tổ chức nhiều cái hoạt động khuyến học khuyến tài. Cái thời điểm mà bắt đầu năm học mới là một thời điểm rất có ý nghĩa, cho nên là công tác khuyến học cũng tập trung vào cái việc huy động các nguồn lực để trao học bổng cho các em, tạo điều kiện cho những em khó khăn tiếp tục đến trường. Hòa chung trong không khí hân hoan của những ngày đầu tựu trường, mỗi món quà như thế này như một lời động viên tiếp thêm sức mạnh, hành trang để các em học sinh nghèo, khó khăn vững bước đến trường. Đó chính là tấm lòng mà các cấp hội cũng như nhiều nhà hảo tâm mong mỏi gửi gắm. Chúng tôi cũng mới tiếp sức cho được khoảng hơn 200 em học sinh thôi. Chúng tôi còn 1.000
800 em học sinh, con hộ nghèo và con mồ côi nữa chưa được tiếp sức đến trường trong năm học này. Cho nên chúng tôi cũng đang cần lắm những tấm lòng của các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ để giúp đỡ cho con em quận Sơn Trà nói riêng và con em thành phố Đà Nẵng nói chung, để các em có những manh áo mới, có những cái cặp sách mới để các em được đến trường, để hòa cùng niềm vui với các bạn. Hội khuyến học thành phố cho biết, công tác khuyến học khuyến tài năm 2017 có nhiều nét khác biệt so với năm 2016, nhất là trong các hoạt động tiếp sức đến trường, hỗ trợ học nghề, học việc. Nhiều phong trào thật sự ý nghĩa và nhân văn đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần đẩy mạnh tinh thần học tập, thi đua của học sinh trên địa bàn thành phố. Thế thì năm 2017, cái nét nổi bật của học viên học các cấp chính là việc tạo nhiều nguồn lực để trao học bổng cho các em và gắn công tác khuyến học với khuyến nghề. Chúng tôi có hỗ trợ các học bổng để các em có thể học đại học, học cao đẳng, học trung cấp để sau này các em có một cái nghề mà thay đổi cái số phận của mình. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Hội Khuyến học thành phố tổ chức 3 giải khuyến tài để khuyến khích cái phong trào thi đua học giỏi của các em. Đà Nẵng là một trong các địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp nhất cả nước. Thành quả đó có được một phần rất lớn nhờ vào các hoạt động khuyến học khuyến tài của thành phố. Năm học 2017-2018 đã khởi động với nhiều kỳ vọng và mong mỏi mới. Đó cũng chính là động lực để Hội Khuyến học các cấp tiếp tục vận động, đồng hành cùng các em học sinh tiếp bước đến trường. Chiều nay tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu diễn ra đại lễ tri ân cha mẹ và vợ chồng năm 2017. Năm nay chương trình có hơn 700 người tham dự, đây là những gia đình có truyền thống văn hóa lâu đời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Xuyên suốt lễ tri ân là các ca khúc văn nghệ, múa hát với nội dung ca ngợi công lao cha mẹ, tình yêu gia đình, tình thương bóng mũ v.v. đã thật sự đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn, da diết. Bằng những món quà, lời cảm ơn, những nghi thức tri ân tình cảm và thiêng liêng này là dịp để những người con, người vợ, người chồng bày tỏ lòng hiếu thảo, những tình cảm, nỗi niềm chất chứa lâu nay. Như mọi lần, lễ tri ân năm 2017 được tổ chức vào cuối mùa Vu Lan báo hiếu, thực sự là một chương trình ý nghĩa góp phần thắt chặt mối quan hệ gia đình, tôn vinh công ơn của đấng sinh thành. Theo Bộ Y tế, thì đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận gần 125.000 ca sốt xuất huyết và hơn 62.000 ca tay chân miệng, trong đó tay chân miệng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng có quanh năm nhưng đặc biệt tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Hiện nay thì thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, thêm vào đó học sinh đã đi học trở lại nên nguy cơ bệnh tay chân miệng ở trẻ em gia tăng, có thể bùng phát dịch nếu chủ quan. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động phòng bệnh, các bậc phụ huynh cần quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của trẻ, kịp thời đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời chú ý giữ vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng hình ảnh khu đô thị trung tâm thành phố văn minh, sạch đẹp, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí quận, phường thân thiện với môi trường, quận Hải Châu khuyến khích các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức cá nhân có sự sáng tạo trong công tác này. Sau đây là ghi nhận về một số mô hình có hiệu quả tại các địa phương của quận. Nếu ai thường đi qua đường Trương Dị, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, hẳn sẽ nhận thấy sự thay đổi của con phố này trong thời gian gần đây. Đó là sự xuất hiện của những thùng rác nhỏ cùng màu sắc đặt dọc tuyến. Đây là những thùng rác từ mô hình thùng rác thân thiện với môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây. Người dân hay bỏ rác vào từng bao ni lông rồi cột để ở ngoài đường á, thì tụi em thấy là không mắc mỹ quan và là mắc vệ sinh, nên là nghĩ ra cái thùng rác này. Với đặc thù là địa bàn có nhiều kiệt hẻm nhỏ, đông dân cư, tại nhiều góc kiệt ở sâu trong ngõ hẻm thường có tình trạng người dân để rác chờ xe thu gom đi qua. Do để rác sớm hơn giờ quy định nên đã dẫn đến việc ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Để khắc phục tình trạng này, đoàn thanh niên các phường trên địa bàn quận đã thu dọn rác và trồng cây xanh, hoa cỏ vào các vị trí này. Qua thực tế cho thấy, không chỉ làm sạch môi trường, đẹp cảnh quan, các gốc xanh như thế này cũng đã tác động đến ý thức của người dân không tái diễn hành động bỏ rác bừa bãi.
À, tôi thì nói chung người dân ở đây là sống đây lâu rồi, nhưng mà trước đây là tôi thấy rác rưới là rất là nhiều, nhưng mà sau đó có một đoàn là gọi là bên thanh niên á, nó làm vừa đẹp phố này, vừa gọn gàng và chống cái chỗ mà rác rưởi để môi trường mà ảnh hưởng môi trường của cuộc sống của dân ở đây. Đây chỉ là một số trong nhiều mô hình mà quận Hải Châu động viên các cấp ngành đoàn thể thực hiện trong thời gian qua. Các mô hình tưởng như đơn giản nhưng lại có ý nghĩa thực tế, góp phần giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng quận trở thành quận môi trường. Vận động và các hội đoàn thể đã thực hiện tốt các cuộc vận động người dân hưởng ứng cái việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Mà qua thực tế, tôi thấy là hội liên hiệp phụ nữ này, quận này, phường này, rồi mặt trận quận phường này, hội đoàn thanh niên đã xây dựng các mô hình đó là góp phần cho cái cảnh quan môi trường, cái hè phố, cái đường phố xanh sạch đẹp hơn và thân thiện hơn. Được biết cùng thời gian qua, song song với những việc làm vô hình kêu gọi tính tự giác của người dân, nhiều phường trên địa bàn quận cũng đã tổ chức ra quân quyết liệt giải quyết cái điểm nóng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó đáng chú ý là đã giải tỏa khu vực buôn bán nhét nhát phía đông chợ Cồn của phường Hải Châu 2, tháo dỡ vật che chắn đường luồng thoát hiểm của phường Hòa Cường Bắc, lập lại trật tự mỹ quan khu vực đường phía nam chợ Hàng. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự và các tin tức đáng chú ý khác. Từ 2 giờ đến 7 giờ sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Điện lực Đà Nẵng tổ chức phương án diễn tập xử lý sự cố mất điện trên diện rộng hướng đến phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thưa quý vị và các bạn, với tình huống giả định đặt ra là xảy ra sự cố mất điện đột xuất tại các địa điểm phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, ngành điện thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương án diễn tập xử lý tình huống nhằm đưa nguồn điện trở vào hoạt động bình thường, đảm bảo cung cấp điện xuyên suốt cho tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Diễn ra từ 2 giờ đến 7 giờ sáng, phòng điều độ công ty điện lực Đà Nẵng cắt điện một số khu vực thuộc quận Sơn Trà, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, các khách sạn, resort dọc đường Hoàng Sa. Diễn tập phương án xử lý sự cố mất điện trên diện rộng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo của từng cơ sở sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố đáng tiếc, đảm bảo cung ứng điện an toàn xuyên suốt cho sự kiện. Khảo sát của các cơ quan chuyên môn vào quý 2 năm nay cho thấy, nhóm lao động có trình độ đại học và trên đại học có thu nhập cao nhất với 7 triệu 490.000 đồng trên một tháng. Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động đạt 5,2 triệu đồng. Đáng lưu ý là thu nhập của nhóm lao động có trình độ sơ cấp là 6 triệu 40 ngàn đồng và cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng. Có 20,7% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp, trong đó 83,2% là lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và 48,7% là lao động dạng đơn. Nhìn chung, mức thu nhập của các nhóm lao động của Việt Nam còn thấp so với nước trong khu vực và thế giới. 9 tháng qua, kinh tế trên địa bàn quận Liên Chiểu có sự phát triển đáng ghi nhận, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện gần 7.300 tỷ đồng, đạt gần 72% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá trị dịch vụ thực hiện đạt 1.536 tỷ đồng, đạt hơn 74% kế hoạch, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt gần hơn 239 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch thành phố giao, bằng 119,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách hơn 271 tỷ đồng, đạt gần 68% dự toán. Với mục tiêu đưa Liên Chiểu trở thành vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc của thành phố đang xúc tiến triển khai nhiều dự án trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là dự án cảng Liên Chiểu, ga Đà Nẵng. Thành phố cũng đang xúc tiến tổ chức thi phương án quy hoạch và kiến trúc cảnh quan cũng như ý tưởng phát triển vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển, trong đó có khu vực biển Liên Chiểu. Hiện trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu có khoảng 120 hộ làm nước mắm, trong đó có 50 hộ tham gia làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô.
Bình quân thì mỗi hộ, mỗi năm sản xuất từ 2 đến 3 tấn cá và thu về 1.000 đến 1.500 lít nước mắm. Thời gian qua, Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến Công đã có nhiều chương trình hỗ trợ về nhãn hiệu, máy chiết rót hay là máy đóng, thổi chai, chùm vải, v.v. Cùng với đó là công tác hỗ trợ thu mua nguyên liệu từ các địa phương khác trong cả nước, xúc tiến tham gia các hội chợ triển lãm. Do đó, các hộ làm nghề thấy có động lực để sản xuất. Tuy nhiên, thì cái khó của sản xuất làng nghề hiện nay là mặt bằng thu hẹp, tên tuổi, thương hiệu chưa được quảng bá mạnh. Các siêu thị tại Đà Nẵng vẫn chưa mặn mà với hàng địa phương. Thưa quý vị, hàng chục năm nay, người dân sống tại kiệt 159 đường Phó Đức Chính, đoạn nối dài từ phường Băng Thái đến phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tham gia giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo phản ánh của bà con, hễ trời mưa thì đường lầy lội, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, còn trời nắng thì chỉ cần có xe chạy qua là bụi mù mịt. Điều này khiến cho việc tham gia giao thông của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Tôi ở đây là 30 năm rồi, mà bây giờ lấy vợ, lấy chồng, sinh con rồi mà vẫn con đường đi vẫn chưa làm được. Đó, rất cực, nói chung sống của con đường đi rất cực, cực chết rồi luôn. Đi vô đi ra là con nhà học nước, đây tái, cá cá thì chở bà, cá thì đây bộ, tái đây phải xuống. Yêu cầu nhà nước phải đòn cho cắt bỏ cái đường cho dân đây. Thực chất mà nói là chi bộ rồi thì mặt trận cũng như các tổ trưởng kêu rất nhiều, mà được ở đây là cứ nói là hứa năm này năm kia từ năm 2003 đến giờ mà cứ để như thế này thì dân không yên tâm. Con đường này kéo dài hơn 1 km, ngoài đường đất gồ ghề, nhiều nơi mặt đường cao hơn nhà dân. Hệ thống thoát nước bị vùi lấp nên mưa lớn nước tràn vào nhà dân. Chính vì sống trong môi trường không đảm bảo nên đã xảy ra tình trạng một số người dân bị dịch sốt xuất huyết. Ở đây là mùa mưa là nó ngập, sinh ra cái bệnh dịch, nhất là cái dịch là sốt xuất huyết cũng xuất phát từ cái chỗ đấy, vì là cái thoát nước không có. Đã nhiều lần bà con khu dân cư kiến nghị lên chính quyền các cấp, thế nhưng cũng chừng ấy thời gian, bà con nhân dân nơi đây mòn mỏi trông chờ, mong có con đường mới khang trang để bà con ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, chiều nay các lực lượng cứu hộ thành phố cùng với gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm người mất tích trên sông Hằng vào sáng nay ngày 17 tháng 9. Vào khoảng 10 giờ sáng nay thì chiếc thuyền câu đang di chuyển vào bờ thì một trong bốn người đi trên thuyền đã rơi xuống sông và mất tích. Người rơi xuống sông là ông Võ Thiên, 62 tuổi, trú tại K345/45 đường Trương Nữ Vương, quận Hải Châu. Mặc dù ba người trên thuyền đã tổ chức tìm kiếm nhưng không hiệu quả nên đã nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng thành phố. Được biết ông Thiên không phải là người câu cá chuyên nghiệp, nhưng ngày nghỉ cuối tuần ông cùng bạn bè thuê thuyền của ngư dân để đi giải trí trên sông thì bị nạn. Hiện các cơ quan chức năng thành phố tăng cường tìm kiếm trên sông. Sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện tin tức Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành địa phương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra, trong đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, việc giải ngân vốn đầu tư, rà soát quy hoạch, rà soát tình hình các dự án tại xã Hòa Liên, xử lý dứt điểm các điểm nóng môi trường, ô nhiễm biển, giám sát việc bồi thường cho dân ảnh hưởng mỏ đá Phước Tường, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nuôi cá lồng bè, sông Cổ Cò, tập trung chuẩn bị cho APEC. Trong tuần, đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn có chương trình làm việc tại thành phố Đà Nẵng để kiểm tra đôn đốc nắm tình hình thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời làm việc với các cơ quan tư pháp thành phố. Đáng chú ý trong tuần là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước phải hoàn thành dự án nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước Hồ Hòa Trung đúng theo kế hoạch. Yêu cầu đặt ra là không được để thiếu nước cục bộ.
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với các ngành đơn vị liên quan về tình hình quy hoạch đầu tư và xây dựng quản lý các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố. Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố cần đầu tư 167 bãi đỗ xe. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, thành phố mới đầu tư được 17 điểm bãi đỗ xe. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các sở ngành liên quan cần tăng cường phối hợp rà soát lại quy hoạch đất dành cho bãi đỗ xe, có kế hoạch đầu tư cụ thể từng năm. Trong tuần, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế, cũng như công tác y tế chuẩn bị cho APEC 2017, đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế Đà Nẵng đạt được. Bộ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, tập trung chuẩn bị cho APEC, nhất là phòng chống các loại dịch bệnh. Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chủ động nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có các công điện yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi. Các quận huyện, ngành đơn vị chức năng cũng đã triển khai phương án phòng chống phù hợp. Công ty cổ phần thép Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2017. Đây là đợt diễn tập cấp thành phố lần thứ hai. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Cũng trong tuần, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2017. Qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho các lực lượng tại địa phương. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng đáng chú ý trong tuần. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Basel Green ở thủ đô London cách đây 2 ngày, chính phủ Anh đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thành phố này. Tuy nhiên, người dân London đã bày tỏ những quan điểm khác nhau về việc siết chặt an ninh sau các vụ tấn công khủng bố. Vài giờ sau vụ đánh bom ở ga tàu điện ngầm Basel Green hôm ngày 15 tháng 9, khiến gần 30 người bị thương, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Trên khắp thủ đô London, cảnh sát vũ trang và chó nghiệp vụ được triển khai ở các địa điểm công cộng và công trình giao thông tập trung đông người. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ năm xảy ra tại Anh trong vòng 6 tháng trở lại đây, nên không ngạc nhiên khi nhiều người tỏ ra đồng tình với các biện pháp siết chặt an ninh của chính phủ. Tôi nghĩ đây là một biện pháp tốt. Sự hiện diện của cảnh sát ít nhất cũng khiến chúng tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhưng kẻ khủng bố vì thế cũng sẽ dè dặt hơn khi nghĩ đến việc tiến hành các vụ tấn công. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ cách thức tăng cường an ninh của chính phủ. Một số người tỏ ra hoài nghi về sự hiệu quả của việc triển khai thêm các biện pháp an ninh. Các biện pháp tăng cường an ninh đã được thực hiện rất nhiều lần trước đây, nhưng các vụ tấn công vẫn liên tục xảy ra, không có gì thay đổi cả. Giờ cảnh sát có vũ trang lại hiện diện khắp các con phố, trông thì có vẻ an ninh được đảm bảo đấy, nhưng liệu tình hình có gì thay đổi không? Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng hối thúc khu vực người Quốc tại Iraq từ bỏ kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị này và tham gia tiến trình đàm phán với chính quyền Baghdad nhằm đạt được một thỏa thuận trong vòng 3 năm. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Iraq, ông Jan Kubik đã đề nghị cộng đồng quốc tế ủng hộ các cuộc đàm phán ngay lập tức giữa chính quyền trung ương và khu tự trị người Quốc ở miền Bắc Iraq. Ông Kubik kêu gọi các bên tiến hành đối thoại dưới sự giám sát của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với mục tiêu đạt được một thỏa thuận xác định những nguyên tắc và dàn xếp cho mối quan hệ tương lai giữa chính phủ trung ương và chính quyền khu tự trị của người Quốc. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết đã chuẩn bị can thiệp quân sự nếu kết quả trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị người Quốc dẫn tới hết bạo lực. Ông cũng gọi cuộc bỏ phiếu này là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền của Iraq. Iran kỳ vọng Liên minh châu EU sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Phòng đại diện Mỹ Cyprien Barak đang ở thăm Tehran, Tổng thống Rouhani bày tỏ hy vọng EU sẽ tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân, được biết đến là kế hoạch hành động chung toàn diện và hồi thúc Mỹ thực hiện cam kết của mình đối với thỏa thuận này.
Về phần mình, ông Barak khẳng định EU coi trọng việc thực thi thỏa thuận hạt nhân và sẽ nỗ lực để thực thi các nghĩa vụ của mình. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn tăng cường quan hệ với Iran và hy vọng hai nước sẽ mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng. Nhà Trắng khẳng định chính phủ Mỹ sẽ không thay đổi lập trường về việc rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đại diện của Mỹ cùng các bộ trưởng của hơn 30 nước ký Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu đã tham dự cuộc họp ở Montreal, Canada để thảo luận về hướng đi tiếp theo của văn kiện này. Tuyên bố của Nhà Trắng nhấn mạnh không có sự thay đổi nào trong lập trường của Mỹ đối với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng rằng Washington sẽ rút khỏi Hiệp định này trừ phi có thể đưa vào Hiệp định những điều khoản có lợi hơn cho nước Mỹ. Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây đã ban hành quy định về việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch hơn trong hệ thống sưởi ấm ở khu vực phía Bắc, trong bối cảnh việc đốt than để sưởi ấm vào mùa đông được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất ở khu vực này. Theo quy định mới, 28 thành phố thuộc khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các vùng lân cận sẽ chỉ sử dụng khí đốt tự nhiên, điện và năng lượng tái tạo để vận hành hệ thống sưởi ấm ngay trong mùa đông năm nay. Các vùng khác thuộc khu vực phía Bắc sẽ loại bỏ việc sử dụng than đá chất lượng thấp, vốn được sử dụng rộng rãi ở các khu vực nông thôn do giá thành rẻ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.